1, 2, 3, hello. Ngày hôm nay thì mình cuối cùng cũng có một cái video chính thức cho Miha nó xuất hiện một cách tử tế. Bởi vì cái tóc của mình nó quá là gớm rồi ấy, nên là ngày hôm nay thì mình sẽ nhờ Miha nhuộm tóc cho mình. Thì hôm nay đây là lần đầu tiên được xuất hiện chính thức trên kênh của Minh Ngọc, nên là cũng hồi hộp và rất là vinh hạnh mọi người ạ. Để cho cái video nhuộm tóc cho Minh Ngọc cho nó cuốn, manh cuốn hơn, thì chúng mình sẽ làm một video vừa nhuộm tóc vừa trả lời các câu hỏi của mọi người. Thật sự luôn, hôm mình mở cái ask mọi người hỏi về mối quan hệ của bọn mình ấy, mọi người hỏi rất nhiều câu cực kỳ hay luôn, nên ngày hôm nay mình sẽ trả lời hết. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ thay đổi cái màu tóc tím này thành một cái màu xanh đen. Đây, thì đây là một thuốc nhuộm vegan, nói chung là chất hóa học thì cũng có nhưng mà nó rất là lành tính nên không sợ hại da đầu. Cái này thì sẽ phải trộn với dầu xả trắng. Cái này khó bóc gì nhỉ? Bóc thì phải nhiều. Thật sự nhá, cái câu hỏi mình nhận được nhiều nhất mấy ngày gần đây đó là hai chị yêu nhau à? Thật ra bọn mình là hai người mẹ các bạn ạ. Hai người mẹ có một đứa con. Đây, hai đứa con của mình ở đây, đây. Tí nữa mình sẽ trả lời kỹ hơn về cái chuyện này. Là tại sao mình lại có cái tin đồn này. Nếu mở được. Ở đây con gì mở? Quá. Mọi người ơi, đây là màu xanh. Nếu mà nó lên đầu Minh Ngọc ấy, lên đầu nó chắc chắn nó giống màu này thôi. Thì mày muốn màu nó nhạt hơn hay là màu như thế này? Bởi vì cái punky này mọi người bảo là nó rất đậm và nó stain cũng rất là ác. Sau khi mọi người nhuộm tầm khoảng một vài lần đầu tiên ấy thì nó sẽ bám ra áo với cả cổ khá là nhiều. Mất mấy cái áo vì thì nó tội nó phai ra. Chúng mình cứ bắt đầu nha. Thì nói chung là mình sẽ bôi từ phần đuôi tóc trở lên, tại vì phần đỉnh đầu nó sẽ lên màu nhanh hơn. Ơ thế á? Ừ, phần đỉnh đầu là nó lên màu nhanh hơn mà. Nhưng mà cái phần đỉnh đầu là có chân tóc mọc ra hả? Chân tóc mọc ra để xuống đi. Thì nó sẽ lên màu khó hơn. À ừ đúng rồi. Nhưng mà thôi cũng không sao, sao yên tâm bạn, cứ yên tâm đây nghề này. Hôm nay nó sợ, chắc là nó sợ mình phá tóc nó nên là nó phải mua ngay cho mình cốc Highland để tráng miệng bữa sáng mọi người ạ. Thế là nó không ăn sáng luôn, uống cốc Highland. Bây giờ mình sẽ đọc vài câu hỏi của mọi người trên Instagram. Kể về lần đầu gặp và điều gì ấn tượng hay thu hút khiến hai chị chơi thân với nhau đi ạ. Bọn mình gặp nhau đi ăn, đi chơi, bởi vì lúc đấy là Miha có chuyện còn nhớ vả mình. Thế hồi đấy là mình đã mặt dày nhắn tin. Nhưng mà kể cho mọi người là lúc đấy nó chảnh lắm mọi người ạ. Mình nhắn tin cho nó thì nó cũng rep đấy, cũng ấy là nhiệt tình, nhưng mà mình follow nó không follow lại. Chảnh lắm. Bắt đầu kiểu cảm thấy giống như mọi người hiểu là có một cái tần số nó kết nối rất là nhanh ấy. Đấy, thì ngay từ lần đầu tiên bọn mình đã rất là tung tăng, xong kiểu bàn chuyện rất là xôm rồi. Kể hết tâm can cho nhau nghe trong buổi đợt đầu tiên. Miha có đang thực sự tự tin về những gì mình đang làm không? Quá. Mình tự tin bạn ạ, yên tâm. Cách giải quyết của hai chị khi giận nhau hoặc là thích cùng một người ạ. Và mình có cãi nhau một lần khá là to. Thì thật ra chủ yếu là về cái shop quần áo của bọn mình ấy. Nhưng mà rất may mắn là bọn mình làm ăn chung và bọn mình vẫn chơi chung được với nhau. Trộm vía. Hôm đến mấy hôm sau là phốt nhau ngay giờ đấy. Mình tính mình hay bị bốc đồng ấy, mình thích gì mình sẽ kiểu làm luôn. Nhưng mà Ngọc thì nó sẽ kiểu ôn hòa hơn, nó sẽ kiểu tỉnh táo hơn. Nó kiểu nó sẽ nghĩ là bây giờ mọi hướng nó sẽ liệu chúng mình có bán được kiểu tập này tập kia không ấy, hay là kiểu nó sẽ tính ra các trường hợp xấu nhất, kiểu tốt nhất và xấu nhất, kiểu đấy, nó sẽ phân tích kiểu đấy. Rồi đấy thì đấy, Miha thì đấy, nói chung bọn mình cãi nhau chủ yếu về chuyện làm ăn thôi. Lúc đấy mình còn tức quá, mình còn tí định không làm chung nữa. Đấy, lúc đấy giọng nó kiểu giận hờn thật sự luôn. Nhưng mà thôi, mình cuối cùng bọn mình cũng giải quyết được và cuối cùng shop mình vẫn cực kỳ phát triển nha các bạn. À, khoe nữa, bọn mình lại có thêm sản phẩm bán chạy các bạn ạ. Ừ, top 3 các bạn ơi. Top 3 sản phẩm bán chạy, có tận 2 sản phẩm bán chạy, rất là vui. Còn cái thích cùng một người. À ừ, đúng rồi, còn thích cùng một người thì thực ra là chưa bao giờ kiểu bọn mình liên quan đến cái vấn đề kiểu yêu đương hay gì đâu ý. Minh Ngọc thì, gu của Minh Ngọc thì sẽ là những người trưởng thành ấy mọi người. Thích người trưởng thành, còn gu của mình thích trẻ trâu ấy. Đấy, nói chung là có anh tổng tài nào hốt Ngọc đi thì mình cũng vui lắm. Đang đoán xem cô nào lấy chồng trước. Nếu Miha lấy trước thì Ngọc sẽ tặng Miha cái gì? Chắc nó tặng mình chàng pháo tay mọi người. Chắc chắn là Miha sẽ lấy trước các bạn ạ. Chắc chắn luôn. Không các bạn ơi. Còn Miha sẽ lấy trước đây. Mình đoán thế bởi vì mình đang thấy tương lai mình nó mờ mịt lắm. Ok, bây giờ mình sẽ có một trò chơi nhanh. Thật nhanh. Câu đầu tiên, ai nóng tính hơn? À đây. Ừ, tôi. Chắc chắn luôn. Ai trẻ trâu hơn? Ai ăn nhiều hơn? Cái này mọi người ơi, cái này. Mọi người ơi, quá đáng. Bây giờ cả hai bọn mình đều bỏ bữa. Ô mọi người, bọn mình có thể bỏ bữa sống qua ngày đấy.
kiểu mình còn thậm chí là mình còn có nhìn lên trần nhà ấy, mình không ăn gì luôn. Kiểu bọn mình hoàn toàn không nhớ đến bữa ăn đấy. Ai nhiều người theo đuổi hơn? Cái này khó lắm. Mọi người cả hai bọn mình có một cái rất là giống nhau là ai nhiều người nghĩ là kiểu nhiều người theo đuổi, nhưng mà thực ra là mọi người kiểu chỉ kiểu như nhắn tin hoặc lấy thì kiểu là quý bọn mình thôi ấy. Đấy, nhưng mà ai cũng nghĩ bọn mình kiểu nhiều người theo đuổi, nhưng mà không mọi người. Đó, xem là hai người đồng điệu tâm hồn đến đâu. Ta sẽ đến từ 1 đến 3 và mọi người phải đồng thanh trả lời câu hỏi này nhá. Ừ. Món ăn Minh Ngọc thích là gì? 1 2 3 Sườn kho tàu. Quá. Thật ra là một lúc ấy định nói là thịt kho tàu rồi, nhưng mà kiểu mình là phân vân ấy. Nhưng mà gần đúng. Đấy. Thế là cũng hiểu. Nhưng mà bình thường tao thấy mẹ nấu thịt kho tàu nhiều hơn mẹ ăn. Ừ, nhưng mà tao nghĩ là mày sẽ đoán là sườn. Màu Miha thích là gì? 1 2 3 Vàng. Nó rất là nhiều màu ấy. Ồ, kiểu thực ra mình hơi nhau là phun một chút. Khó cực kỳ luôn ấy. Kiểu đồ uống Minh Ngọc thích là gì? Từ. Đồ uống tao thích á? Từ tao nghĩ đó. 1 2 3 Cà phê. No. Người bây giờ tự dưng nói thế mình nhớ ra là mỗi lần mà nó đi uống cà phê mình ấy là nó sẽ bỏ nguyên cả cốc đấy, trong khi mồm nó sẽ bảo là hôm nay tao thích uống cà phê, nhưng nó chỉ uống đúng một ngụm mà nó bỏ dở cả cốc. Mình không uống được, mình không uống được cà phê, mình rất thích mình cà phê. Không uống được. Con này cho tình bạn thì tuyệt vời. Còn kia nó còn biết anh quá. Còn kia nó còn biết tao không uống được cà phê. Địa điểm ở Hà Nội mà Miha thích nhất là gì? Đếm 1 2 3 Hồ Tây. Ví dụ nếu ra mắt nhà người yêu thì ai sẽ được lòng nhà người yêu hơn? Tao. Đây là có kinh nghiệm rồi mà. Chắc chắn rồi. Một đứa chưa bao giờ ra mắt nhà người yêu rồi là sao có kinh nghiệm được. Màu Minh Ngọc thích là gì? 1 2 3 Xanh. Đêm kìa. Mày đang nhuộm tóc xanh. Mọi người thấy mình hiểu nó không? Bạn hiểu mình, bạn bảo mình muốn thích uống cà phê. Nếu được chọn giữa 100 tỷ và trở thành người đẹp nhất hành tinh thì Miha sẽ chọn gì? 1, 2, 3, 100 tỷ. Đặt câu hỏi hay đấy, 10 điểm. Much later. Ok. Ui, tay. Mọi người nhìn tay của mình. Mình xấy cho nó và bạn bán hàng cũng bảo là cái màu xanh này nó sẽ stain nó rất là nhiều ấy. Nhưng mà công nhận cái này nó... Người đã nhuộm màu xanh hoặc màu xanh đen ấy thì nói chung là phải chịu cái việc mà nó sẽ dây ra các thứ rất là nhiều. Ví dụ những cái tông màu khác thì không sao, nhưng mà riêng màu xanh nó bám rất là lâu ấy. Trông điện máy xanh thật sự. Gội lên mấy lần nữa là đẹp. Đấy, nhưng mà mọi người biết không, nó cứ mình đã lau rất là nhiều lần rồi nhưng mà nó vẫn dây ra ấy. Nhưng mà được cái là nhuộm cái này nó không bị khô tóc. Mượt nó rất là mượt đấy, nhưng mà đấy, chỉ điểm trừ duy nhất là nó bám rất là lâu. Mặc dù mình đã bảo nó làm nhuộm mấy cái tông màu sáng thì con này thích màu xanh lắm. Đam mê thì mình là màu xanh. Ok, và nếu như mọi người thấy thích video này thì đừng quên like video này cho mình. Và nếu mọi người muốn theo dõi Miha ở nhiều trang mạng xã hội khác thì mình sẽ để info bên dưới. Ok, và bây giờ video sẽ kết thúc tại đây. Bye bye.